Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 6 thường, cùng nhau giải bài tập sách Malan Hương màu vàng, Unit 6, Places, phần C nhé. Rồi, điền vào mỗi chỗ trống một chữ cái để tạo thành từ đúng này. Chúng ta sẽ có từ gì? Mountain, núi này. Well là cái giếng. Bookstore là hiệu sách. Bakery là tiệm bánh. Movie theater là rạp chiếu phim. The drugstore là hiệu thuốc. Police station, đồn công an. Restaurant, nhà hàng. Toy store, tiệm đồ chơi. Children là trẻ em. Rồi, qua bài 2 La Mã, chúng ta sẽ điền những từ này vô những cái câu này xem. Movie theater là gì? Movie theater là rạp chiếu phim. Restaurant là nhà hàng. Hospital là bệnh viện. Bookstore là hiệu sách. Bakery là tiệm bánh. Toy store là tiệm đồ chơi. Factory là nhà máy. Mountain là núi. Bây giờ chúng ta điền này. Everest là ngọn núi cao nhất trên thế giới. Chúng ta phải điền mountain vào đây. Rồi chúng ta hãy đi đâu để xem phim? Bây giờ chúng ta nhìn thấy phim, chắc chắn chúng ta phải điền movie theater vào. Câu số 3, chúng tôi thỉnh thoảng ăn tối ở trong một ở đâu? Ăn tối thì trong cái đám này chúng ta chỉ có thể chọn restaurant thôi, là nhà hàng. Trẻ em thích chơi đồ chơi. Họ đi tới, thích chơi đồ chơi thì ở đây liên quan đến toy thì chúng ta phải tìm cái từ toy store, tiệm đồ chơi để đó. Câu số 5, chúng tôi thường mua sách ở đâu? Bookstore, ok. Gần nhà của chúng tôi, mẹ của tôi là một bác sĩ, bà ấy làm việc bác sĩ thì chắc chắn là phải liên quan đến hospital, chúng ta điền vào đây. Đi đâu để ăn bánh mì này, mua bánh mì này, bánh mì và bánh thì chắc chắn là đi tới bakery rồi. Họ là những công nhân thì liên quan đến factory, biết ở đây họ làm việc trong factory. Rồi đọc và đặt dấu nhấn trọng âm của các từ sau. Bây giờ nhấn trọng âm tức là cái âm đó chúng ta mạnh hơn chút. Bakery nhấn âm 1 này, flower nhấn âm 1 này, behind nhấn âm 2, between nhấn âm 2, the drugstore nhấn âm 1, mountain nhấn âm 1, movie nhấn âm 1, teacher nhấn âm 1, opposite nhấn âm 1, police nhấn âm 2, toy store nhấn âm 1, photocopy là nhấn âm 1 luôn, station nhấn âm 1. Xuống bài số 4, điền một từ thích hợp vào chỗ trống. Look at the house, hãy nhìn ngôi nhà kìa. The children are in the bookstore, trẻ em ở trong hiệu sách. Có những cái cây cao gần ngôi nhà, ở đây có thể thành near này, hoặc next to. There is a well. Cái giờ bên giờ cụm từ là bên trái bên phải, chúng ta nhớ to the left up, to the right up nhé. Rồi cụm từ in front of là phía trước, nó thiếu từ in. Bây giờ chúng ta nhìn thấy and ở giữa cái này và cái kia, chúng ta sẽ có từ between and. Bây giờ có chu ở đây thì thiếu từ next to ở gần bên cạnh. Rồi trong nhà máy sẽ là in, và ở trong khu vực hàng xóm, khu vực lân cận của chúng ta sẽ in luôn, in. Rồi ở trên con đường chúng ta sẽ xài on. Rồi chúng ta xuống bài số 5, đặt câu hỏi với what và trả lời theo các từ gợi ý. Bây giờ next to là bên cạnh, hotel là khách sạn, rồi người ta trả lời là bookstore có nghĩa là gì? Cái gì bên cạnh khách sạn có đó là một cái hiệu sách, hoặc là đây là số nhiều, chúng ta phải xài a. What are behind the house, và trả lời là they are trees. Rồi chúng ta cùng trả lời what is next to the house, the hotel is a bookstore. What are behind the house, they are trees. Câu số 1, opposite là đối diện, park là công viên, movie theater là rạp chiếu phim. Bây giờ chúng ta sẽ đặt câu what is opposite the park. Rồi số ít chúng ta xài ít y. Is it a movie theater? What is to the left of house? Is a toy store? What, cái này số nhiều chúng ta phải xài a, bởi vì những bông hoa này số nhiều, chúng ta xài a, đó là what are in front of the house, they are flowers. Rồi, bookstore là số ít, chúng ta sẽ y. What is to the right of the school, of your school, is a bookstore. Rồi, số ít này sẽ y. What is between the bakery and the drugstore, is a police station. Rồi, câu tiếp theo. What are behind the tall trees? They are mountain. Số nhiều sẽ a. What are behind the tall trees? They are mountain. Rồi chúng dưới, đặt câu hỏi với where và trả lời theo các từ gợi ý. Bookstore là hiệu sách, next to là bên cạnh, bakery là tiệm bánh. Bây giờ chúng ta xài hiệu sách ở đâu, nó ở bên cạnh tiệm bánh. Chúng ta sẽ đặt là where is the bookstore is next to the bakery. Rồi những anh trai của bạn ở đâu,
họ đang ở trong rạp chiếu phim. Bây giờ số nhiều, where are your brothers? They are in the movie theater. Rồi số câu 1, where is the restaurant? It's near the lake. Không có chữ near the lake. Where are tall trees? Where are the tall trees? They are behind the house. They are behind the house. Where is the yard? It's in front of my house. Where is your school? It's between the store and the park. Where are the children? So này. Where are the children? Số nhiều trả lời đây a. In the bookstore, bọn họ đang ở trong hiệu sách. Where is the well? It's to the left. Cụm từ bên trái. To the left of the house. Rồi, where are the flower? Where are the flower? Phải số nhiều trả lời đây a. To the right of my house. Rồi, Where is the police station? It next to the movie theater. Where is the photocopy store? It's opposite the hospital. Where are the mountains? Chúng hỏi và trả lời số nhiều là they are behind the tall tree. They are behind the tall tree. Rồi, chúng ta xuống bài dưới, đặt câu hỏi với which và trả lời theo gợi ý. Which là cái nào là câu hỏi chọn lựa. Ví dụ như là cái nào là nhà của bạn, đó là ngôi nhà nhỏ. Số nhiều là xài A, số ít xài Y nha. Which is your house? It is the small house. Which are lamp pens? They are the new pens. Rồi chúng ta sẽ viết như thế này. Cái nào là thước của Tuấn này? Which is Tuấn ruler? It's the blue ruler. Which is your father's armchair? It's the big armchair. Which are her erasers? They are the small eraser. Which is his store? Is it the big store? Which are my books? Số nhiều. They are the old books. Which is your school bag? Is it the new school bag? Rồi qua bài số 8, sắp xếp các câu thành đoạn hội thoại hợp lý. Số 1 này, xin chào, mình là Mai, bạn tên là gì? Số 2, mình tên là Nga, bạn bao nhiêu tuổi? Mình 12 tuổi, còn bạn thì sao? Rồi số 4, mình 11 tuổi, bạn nhà bạn ở đâu Mai? Rồi số 5 là sẽ ở đây, nhà mình ở trên đường Nguyễn Huệ. Số 6 sẽ là cái gì bên cạnh nhà của bạn? Có một tiệm sách, hiệu sắt. Rồi số 8 nè, có hai hiệu sách ở trên đường Nguyễn Huệ phải không? Có hai hiệu sách trên đường Nguyễn Huệ, hiệu sách nào? Thì gần nhà bạn đó. Xong rồi câu số 9 là cái nhỏ nhất ấy, cái nhỏ, nó tên là chair. Đó.